Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Bốc đi xa đi xa, những con đường bên kia. Anh là em được em từ đêm giờ đi trên phố đông. Cho anh đi cùng em được không? Mình cùng bước bên nhau, bước đi cùng với nhau. Anh không thể quên những phút giây vừa thấy em. Chờ đợi một lời chào từ em. Hey, hey, hey. Anh không thể quên ánh mắt em chạm lấy ai. Hello, hello, hey, hello. Oh, oh. Ngoài kia đây có em xin ơi, để cho anh được nói lời chào. Ngoài kia đây có em xin ơi, đừng vui đi ngó lơ, ngó lơ. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hey. Một cái xa, những con đường bên kia. Anh đã thấy được em từ tim giờ đi trên phố đông. Cho anh đi cùng em được không? Mình cùng bước bên nhau, bước đi cùng với nhau. Anh không thể quên những phút giây vừa thấy em. Chờ đợi một lời chào từ em. Hey, hey, hey. Anh không thể quên ánh mắt em chạm lấy anh. Hello, hello, hey, hello, oh, oh. Ngoài kia đây có em xin ơi, để cho anh được nói lời chào. Ngoài kia đây có em xin ơi, đừng vui đi ngó lơ, ngó lơ. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, em tên gì đây không phải thân Monitor. Có bạn trai chưa, để đó tính sao. Sao lại bắn vào tim, ăn ăn đâu phải lấn đâu. Thôi nói thêm vài câu mà công lại giống nhau. Đừng con em nhiều hơn cả đường đua. Ăn con đùa với sạc đẹp thì thua. Nếu xinh đẹp như vậy là trái luật. Anh sẽ dẫn em thẳng lên phường luôn. Cầm thuốc nhạc lớn lên. Bác sĩ nói với anh nhưng là nụ cười em đó. Cứu anh, em mới khoan đi, anh nghĩ em cần sự hô hấp. Là em tạo không phải hey. Em tạo. Nhìn đôi môi này không rung động chắc chắn là anh sợ. Hello, hello. Dừng lại cho anh hỏi em muốn và tin em đi ở đêm nào. Chắc thôi, cớ sao vội thế em. Nếu anh có thể đến gần, lâu chiều nhiều. Đừng dòng người qua, nếu anh trong tay đấy mà. Nếu anh có thể đến gần, lâu chiều gấp, lâu chiều you. Hello, hello, hello. 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 Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn các thầy cô, các em rất nhiều. Bài tiếp theo sau đây, ca khúc được mang tên Tình Thơ, một bài hát rất là học sinh. Hey! Come on! Nhạc lớn lên bạn kia. Check, check, check. Hàng kia đã xếp hàng cây góc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bản thân hơi xin cắt đi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng nước cuốn chưa kịp thì đã ướt nhòe. Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường.
sao nghe vẫn vừa. Bao yêu thương trong ta niềm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoái đưa. Nghe bông khơi trong ta một thời tiếng bước người xưa ước mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phương xây kín ta chờ người không tới. Cho hôm nay biên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Hey! Em ơi, chỉ được đây. Kia đã xanh tan cây có sân trường hành lang ấy xa dần xa bước chân người bản thân hơi xin cất đi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lũ cuốn chưa kịp ghi đã ướt nhẹ nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thói đưa. Nghe bông khơi trong ta một thời tiếng bước người xưa ước mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phương xây kín ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thói đưa. Nghe bước chân trong ta một thời tìm bước người xưa ước mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn buồn cánh phương xây kín ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Hey! Hey! Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, xin cảm ơn các phong vũ đã bước nhảy và bài hát cuối cùng như một lời chúc tốt đẹp nhớ tất cả mọi người. Bài gì? Sẽ như ý nguyện luôn, ca khúc Lâu Đài Tình Ái. Mình sẽ hát chung nha. Trường này sao giàu dữ vậy ta? Anh sẽ vì em anh sẽ có mây kết hình lâu đài đợi chờ một đêm trăng nào tới đợi chiều vàng hôn trên lát tóc đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn hoàng hậu về cao sang quyền quý đẹp nụ cười quân vương vừa ý thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Giây phút quan trọng nha. Em em ơi
sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Ở đây xong ca. Come here. Mày phải mạnh lên chứ. Come here. Tình tú trời cao thành vương miền sáng, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân phương vừa ý, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta. Cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Xin cảm ơn. Chương trình còn rất là dài, rất nhiều tiết mục hay. Hân xin chúc cho các thầy cô cũng như các học sinh, các em sẽ gặp thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và thật nhiều may mắn. Các em sắp sửa bước vào cuộc thi thì sẽ đạt những điểm số cao nhất. Để vì sau này á, cố gắng nha, phải gắng đạt điểm cao nhất. Vì sau này mình có thể lấy cái bảng điểm đó mình khoe với con mình nè, khoe với người yêu của mình. Hoặc là mình nổi tiếng á, cái mình đem cái bảng điểm đó mình khè người ta cho người ta sợ chơi nha. Chứ mà khè cái điểm mình số 3, 4 con là mình chết nha. Dạ, giấu luôn á. Dạ, ngày hôm nay chào mừng anh Đàm Vinh Hương đã đến với trường trung học cơ sở trung học phổ thông Chị Đơ. Xin cảm ơn và chào các thầy cô. Và đến với buổi lễ ngày hôm nay thì anh Đàm Vĩnh Hương cảm thấy như thế nào? Anh có thể chia sẻ cùng với quý thầy cô, cùng với các bạn học sinh thêm đôi lời anh nhé. Thật ra là lần đầu tiên Hương bước tới đây, Hương cứ nghĩ trong đầu mình cái khu vực tuốt ở dưới đây nè sẽ là một cái trường nhỏ nhỏ thôi, rồi nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà trời ơi, nó tới nơi hết hồn luôn. Trường quá giàu, quá bự. Học sinh thì nhìn rất là high class, áo vest rồi trang trọng một cách rất là đặc biệt. Và Hưng hoàn toàn sai hết với tất cả những gì Hưng đã suy nghĩ. Rất tuyệt vời. Một cái trung tâm, một cái trường dạy trí đức tên rất là tuyệt vời luôn. Và Hưng cũng bất ngờ vô cùng. Và một lần nữa Hưng xin chúc cho các thầy cô, quan trọng các thầy cô, những người đã chọn con đường khó khăn này sẽ gặp được nhiều sức khỏe, nhiều nghị lực và nhiều may mắn trong bước đường quý vị đã chọn. Và các em học sinh cũng vậy nữa, sẽ luôn gặp nhiều những điểm số, những điều tuyệt vời, may mắn trong cuộc đời của mình. Trước khi mà các bạn bước vào hành trình sắp tới của mình thì anh Ngân có thể gửi một lời chúc đến cho các bạn học sinh khối 12 của trường Trí Đức được không ạ? Không riêng về khối 12, Hưng xin chúc cho tất cả các học sinh của trường sẽ có thật nhiều cái nghị lực, ham học hỏi và ham tới trường. Và mục tiêu của mình phải thật đặt ra cao.
sẽ đặt những điểm số cao nhất để cho cha mẹ mình được hãnh diện về bản thân mình, và bản thân mình cũng chính hãnh diện với cả hàng xóm, bạn bè khắp nơi nha. Yeah, xin được cảm ơn anh rất nhiều. Và để thay cho lời cảm ơn nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì đã dành thời gian với quý báu của mình đến với chương trình ngày hôm nay, ngay lúc này xin được trân trọng kính mời thầy Phan Ngọc Liêm, tổng giám đốc hệ thống